Nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng phổ thông. Biết. Thì tên là gì ạ? Hồ Hồng Thiệp. Hồ Hồng Thiệp ạ? Dạ. Bé hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? Là 88 tuổi. 88 tuổi. Sinh 1972. Dạ, 1972. 32. 32 ạ? 1972. 88 tuổi. 88 tuổi mà mọi người thấy còn khỏe mạnh không mọi người? Nhìn không khác gì 60 tuổi cả. Nhà đó. Nhà bác ở đâu? Kia. Bên kia là bên nào? Bên cái đồ bên kia hay là nhà ở gần đây? Đây, gần đây này. Nhà ở gần mà đây kia thì... Mình là ở xã gì ạ? Thôn gì ạ? Thôn A Bao, xã A Bao. Thôn A Bao, xã A Bao. Vâng. Dạ. Đợt mưa lũ vừa rồi đấy, ở mình ở đây là con nghe nói là bị nước lũ, nước nhiều á, nó ngăn cái đường đi ra với bên ngoài đúng không ạ? Phải. Phải à? Thôi cái nhà. Hả? Nước ngăn bao lâu, nước mới rút hay là rút ra? Từ nước là nước đắng từ ngày mùng 8. Từ ngày mùng 8 tháng 10. Vâng. Đến bây giờ. Bây giờ là 3 ngày là hơi nhẹ nhẹ. 3 ngày hơi nhẹ nhẹ. Việc là cầu mà biết. Dạ, cầu nào đó vậy? Cầu đến phải bắn. Cầu bên này bị đất à? Bị đất. À, cảm thế. Bên kia xa không ạ? Không xa mấy. Không xa mấy à? Như vậy rồi. Bên mới cầu mới vừa được sửa lại hay sao ạ? Chưa sửa luôn. Đang họ kiểm tra. À, họ mới kiểm tra chuẩn bị làm lại. Chuẩn bị sửa lại cầu. Vâng. Dạ. Bên kia là nói chung là bây giờ hiện tại bà con bên kia vẫn không qua đây được đúng không ạ? Không qua được. Chơi thì qua được thôi. Qua mà xe không qua được mình thì chân đất qua. Vậy bà con mình lội nước qua ạ? Vâng. Lội nước qua. Đi chơi thì hải nhân quả là phải lội. Nước ngập không ạ? Nước chứ là chứng. Chứng chứng. Dạ con cảm ơn ạ. Vâng. Cha đi mình thôn Ba Linh là 20 cây số. Ở đây là A Bao. Còn thôn của mình là Ba Linh, 20 cây số. Còn mấy cái gì ra đây để mình qua? Đi nhân qua và đi bộ. Bộ ra đây. Từ khi sáng đến 10 giờ mua ăn ra cây nước. Ở trong chỗ bé nhiều người không? Nhiều. Bữa trước là 3 thôn mà chưa là họ nhập 1 thôn. À 3 thôn mà nhập là 1 thôn. Đông. Chú ơi là 160 hộ. Ôi, gia đình của mẹ là sạt lở nhiều. Rơi cũng sạt lở hết. Mà của mẹ là làm ruộng. Là vì con làm ruộng là 300 mét. Mà 3 cây, 300 mét. Mà sạt lở hết. Rồi cái đê mình làm là sạt lở hết. Mà ruộng cũng là sấp hết. Mà rơi lúa lại là hai chỗ chạy nhận. Chấp là từ trên đến dưới là chấp hết. Mà cây cối mình trồng là hết. Mà mía này, chuối này là hư hết. Cây mình làm vườn là hư hết. Vì sạt lở hết. Để hôm bữa giờ hay như hôm nay là mọi người tới nhiều đoàn tới đây hỗ trợ đó thì bữa giờ có ai tới chưa? Tới rồi vì đến 9 giờ 10 giờ là tới. Có đoàn ở bên kia hay là mấy phải đi ra đây? Đi lên đây. Ừ. Bên kia xe không vô được. Không vô thì được. Thì đường mình hư hết. Đi lối kia. Bên kia. Mấy bên kia đi. Hư hết đường. Hư hết. Xe không vô được, xe thô không vô được, mà xe tám không vô được. Bữa hôm nay là cả. Ra đây hết, vui hết. Khi chiều là từ 5 giờ, 6 giờ là về hết. Mà khi sáng là tới đây là wow. Ôi vật vã hùng. Mà mình không đi được quá chi ăn. Vì rậy uống cũng dư hết. Vậy có cũng dư hết. Không có chi ăn, nước nước cũng đi cùi. Là không có ăn gì hết. Mình chịu đòi, mình chịu cực. Mình đi cùi của mình. Mất lần mình cùi. Nhiều mẹ cùi với tư trọng bệnh quân nổi. Nếu nhiều mẹ cũng không cùi nổi được. Mà họ nó khỏe mạnh, họ cùi 20 cân cũng được. Nhưng mẹ vẫn chăm 7 cân mẹ cùi được. Một mình mẹ đi đấy hả? Một cùi của mẹ cùi không nổi. Một chút họ phát cho mẹ cùi không hết.
Dạ. Ừ, sáng giờ mới nhận chưa? Sáng giờ mới nhận quà chưa? Nhận một chút thôi. À dạ, một tí nữa nhận nữa rồi. Nhận lại, nhận tiếp. Ừ, ok. Ra lại xa không ạ? Tầm 3 km. Đi bộ ra mà bà con ở xa nhất tới đây là bao nhiêu cây? Xa nhất là đi là 20 cây. 20 cây mà bà con là bộ ra đây hồi mấy giờ? Thì sau mình đi thì chắc là đi bộ thì đường sạt lở rất là nhiều. Sạt lở rất là nhiều đúng không? Ở đây mấy bữa bị sạt lở nhiều không? Này bà con sẽ thả là để chuẩn bị nhận quà nha cả nhà. Chào cô, mình là ở đây là ở đâu cô? Ở xã gì cô? Mình ở đây là ở xã gì cô? Ờ, xã vào thôn bà. Xã vào à, ừ. Cô. Nhà cô là đã ở thôn mấy? Thôn nào? Nhà chị là nhà mẹ là xã vào thôn bà. Ý là từ nhà cô mà vào trong điểm nhận quà này là xa không? Từ nhà cô mà vào trong này á, điểm nhận quà. Xa. Đi vào bao nhiêu cây? 5 cây. 5 cây. Là đường trong đó là nó có là bị đường trong đó có bị sạt lở đúng không? Sạt lở nhiều hùng. Sạt lở nhiều lắm hả? À, nhiều vừa, hùng. Vừa rồi là mưa với lũ là bị sạt lở hả? Nhà mẹ là sạt lở. À, nhà mẹ bị sạt lở là nhà mẹ vợ sạt lở. Là hư hết luôn, nhà sập hết xuống luôn hả? Sập. À, nhà sập hết luôn. Có bị hư hại gì không? Thiệt hại gì không? Mà hại nghe em. Cần bà là chết mà rồi nước cần dễ là hai con cần bà là một con kỵ lợn mà không có chết mà như nghệ cần dễ cần bà chết à, con rể của bà chết hả? Vì nó sạt lở cái là đất nó vùi lấp lại hả hay là trôi á? À, sạt lở bởi trôi rồi chỗ khác cái tên họ kề nó trôi hả? Ờ trôi đó mà cái đồ nhà bên đồ nước à, nó trôi với nước. Cảm ơn cô. Mẹ bà không biết tiền mà còn mẹ bà không cả chữ bà không biết á. À, mẹ biết chữ hả? Khăn mẹ biết bà mẹ nói tật mà mẹ bà không biết ít hùng mà mẹ biết này. Mọi người đang tập trung để chuẩn bị nhận quà. Mẹ con mình xếp hàng thẳng cho con đi ạ. Mời chị mời em vô xếp hàng đi. Mọi người xếp hàng vô đi. Gọi theo dịch lên trong danh sách cho nên là đứng trước hay đứng sau gì cũng như nhau thôi ạ. À, bà con mình xếp hàng vô thành kính rồi. Chuyển thôi đi ba. Mọi người đang chuyển hàng. Con đò rõ thì khả năng gần đây thì mình đi được. Một là đi một nửa đường bên kia vì trên các thứ này trước đến đó đi bộ thì rất là đất tì bùn lầy khoảng rồi. Anh trai là cái thôn mình nó là cái chỗ xa nhất là có cái thôn này cái xã. Ở đây xa nhất là Ba Linh về phía nơi ở sau. À, sau đó thì tân đi ba về tân đi một thì về chỉ đi họ đi ra lấy xa không à từ vâng từ sáu Ba Linh ra đây là 22 cây đi bộ vâng hai đi bộ chắc là đi học mấy giờ à phải đi buổi sáng sớm 3 giờ 2 giờ sáng là người ta đi tới đây nhận quà vâng 3 giờ sáng mà giờ tới đây đủ chưa anh? Hai thôn mình là có đủ cho hai thôn. Đây là thôn đây ba. Đây thì ba, đó rõ là bên kia. Đó rõ thì gần đây khả năng là đầy đủ rồi. Đây một thôn đây, một thôn mình là 125 hộ. 125 hộ. Vâng. À, là một phát cái thôn như anh là ba thứ. Cái thôn của anh là anh là bên áo hả? Anh là thôn của áo. Còn
Con rõ rõ. Con rõ rõ. Con rõ rõ. Đây mình khóa nào cái tên. Thank you.
Bao nhiêu cây số? Không biết là, nhưng mà mình đi từ lúc mấy giờ tới đây? 7 giờ sáng. Tới đây là 11 giờ hả? Từ đây mà về nhà là mấy giờ? Tới mấy giờ là 6 giờ tối. Từ đây tối, 6 giờ tối mới về tới nhà. Rồi cái này mình đi chở bạn gì về? Cho mấy người cho nhờ chụp